Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng ta đang ở trong loạt bài Bước Theo Thánh Linh. Và tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng học làm thế nào để chúng ta có thể bước đi trong Thánh Linh. Đây là điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Roma chương 8 là một phân đoạn kinh thánh rất đặc biệt, có nhiều chi tiết mà chúng ta thấy rằng được nói đến trong một bức ảnh toàn vẹn, thế nào Chúa Ngài cứu chúng ta, không phải bởi việc làm theo luật pháp của chúng ta, nhưng bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đời sống của chúng ta kinh nghiệm được các phước hạnh từ nơi Chúa, bởi vì Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta, và chúng ta bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Nên trong ơn của Ngài, chúng ta biết rằng Chúa Ngài có một kế hoạch rất quan trọng mà chúng ta cần phải bước theo. Và chúng ta học cách nào để chúng ta có thể bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Roma chương 8 từ câu 1 cho đến câu số 4 thì có một cái chỗ mà chúng tôi gây sự chú ý cho anh chị em. Trong bản Kinh Thánh King James thì chúng ta biết rằng có một cái phân nửa của câu số 1 trong chương 8 câu số 1 nó cho chúng ta hiểu ý nghĩa một cách rõ ràng hơn. Mặc dù rất nhiều các bản dịch Kinh Thánh của chúng ta sang tiếng Việt thì chúng ta thấy rằng cũng đã mất đi phân nửa câu này. Thì xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có thể thấy cái bức ảnh trọn vẹn. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu Christ. Và trong bản King James thì có phần này là những người không bước theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh. Chúng ta để ý với chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ trọn nghĩa. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu Christ, là những người không bước theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn ở trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Với câu 14, Roma chương 8, câu số 14. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Và Galati chương 5, câu 16. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Cảm ơn Chúa. Các câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết một cái lẽ thật rất là quan trọng. Chúng ta cần phải học bước theo Chúa Thánh Linh. Bởi vì không lâu sau khi chúng ta tin Chúa, thì chúng ta khám phá ra một điều rất là quan trọng. Chúng ta khám phá ra rằng có một cuộc chiến đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Một sự giằng co rất là lớn giữa Thánh Linh của Chúa và xác thịt của chúng ta. Cho nên chúng ta cần nhận diện để chúng ta quyết định luôn là chúng ta chọn không bước theo xác thịt, nhưng chúng ta chọn bước theo Thánh Linh. Cho nên chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta, đó là chúng ta phải bước theo Thánh Linh. Galati chương 5, 16 đó. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Xác thịt ở tại đây mà chúng ta cần để ý đến, đó là không phải xương thịt của chúng ta, nhưng mà xác thịt ở tại đây nói về cái bản chất sa ngã của loài người chúng ta, bản ngã của chúng ta đó. Thì chúng ta cần phải thắng nó bằng cách là chúng ta chọn bước đi trong Đức Thánh Linh, chúng ta trao dồi đời sống bước đi trong Đức Thánh Linh, chúng ta bỏ đói con người xác thịt, tức là những ham muốn, những điều thuộc về xác thịt, và chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa. Hãy khi nào chúng ta chọn bước theo Thánh Linh thì chúng ta không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Nhưng mà khi nào chúng ta chọn đi theo xác thịt thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không còn bước đi theo Thánh Linh nữa. Như vậy cái nhu cầu này rất là lớn mà chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta. Như tôi nói, không bao lâu sau khi được cứu, chúng ta khám phá ra cái luật này. Đó là có một sự tranh chiến đang diễn ra ở bên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã được cứu. Đó là điều chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống của mình. Đó là điều phải có. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng là một tín nhân, chúng ta có một kẻ thù. Và kẻ thù đó trì kéo chúng ta, kẻ thù đó ngăn trở chúng ta, kẻ thù đó cứ chạy song song chúng ta và nó tìm cách để thắng.
Nhưng mà lời của Chúa bảo chúng ta là chúng ta phải chạy như thế nào để chúng ta thắng con người xác thịt của mình. Chúng ta chạy như thế nào để đời sống của chúng ta có thể trong cái quyết định bởi đức tin và trong sự quyết định quyền tự do lựa chọn, chúng ta chọn bước đi theo như Đức Thánh Linh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải biết có ba kẻ thù mà chúng ta phải chiến đấu với. Chúng ta có hai kẻ thù bên ngoài, đó là Satan và thế gian này. Nhưng chúng ta cũng có một kẻ thù ở bên trong chúng ta, đó chính là xác thịt. Mà Kinh Thánh dạy rằng Satan, thế gian và xác thịt chính là ba kẻ thù chính ở trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta sinh ra ở trong xác thịt thì chúng ta có cái bản chất của xác thịt. Nhưng khi chúng ta sinh ra ở trong Thánh Linh thì Chúa ngài ban cho chúng ta một bản chất mới. Đức Chúa Giêsu nói ở trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu số 6 như thế này: hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Đó là bản chất cũ của chúng ta, đó là bản chất xác thịt khi chúng ta sanh ra làm người. Bản chất xác thịt không phải là thịt và huyết, nhưng mà là cái bản chất, cái bản ngã của chúng ta đó. Ở đây Kinh Thánh không nói đến xác thịt là da bọc xương của chúng ta, nói đến xác thịt về thể chất của chúng ta. Nhưng mà khi Kinh Thánh nói đến chữ xác thịt thì nói đến bản ngã của chúng ta đó. Đó là những cái ham muốn, những cái điều mà nó kéo chúng ta đi xa Chúa. Cho nên chúng ta cần nhớ, cần biết, nhận diện để chúng ta có thể thắng nó. Và Chúa Giêsu ngài cũng nói thêm, điều chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta sinh ra lần thứ nhất thì chúng ta thọ hưởng bản chất xác thịt. Nhưng khi chúng ta được tái sinh, chúng ta nhận được bản chất thần linh. Cảm ơn Chúa vì phần này, khi chúng ta được tái sinh thì Thánh Linh của Chúa làm cho con người của chúng ta mang lấy một bản chất mới. Chúa biến đổi chúng ta và Chúa ngài hành động, ngài tái sinh, ngài khiến cho chúng ta bây giờ có sự sống ở trong ơn của Chúa. Chúng ta hình dung cái mô hình con người của chúng ta thì chúng ta có thể thấy cả con người của chúng ta, con người trọn vẹn chúng ta đã có ba phần. Chúng ta có phần linh gồm có trực giác, thông công và lương tâm. Khi Adam và Eva phạm tội, phần này chết, chỉ còn duy nhất có một điều, đó là lương tâm của chúng ta. Phần thứ nhì của con người của chúng ta, đó là phần hồn. Tâm hồn của chúng ta thì cũng gồm có ba phần, đó là lý trí, ý chí và cảm xúc. Rồi con người bề ngoài của chúng ta mà chúng ta có thể nhìn thấy nhau được, đó là con người thể xác của chúng ta, con người xác thịt. Thì gồm có ngũ quan, thì chúng ta thấy những gì, mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được và chúng ta cảm xúc được. Thì đây là những điều mà chúng ta cần nhớ để chúng ta thấy được khi chúng ta thừa hưởng cái bản chất của xác thịt để chúng ta sanh ra làm người. Thì cái chi mà sanh bởi xác thịt thì là xác thịt. Và cảm ơn Chúa giây phút chúng ta được cứu, được tái sinh, thì Thánh Linh của Chúa làm cho cái phần linh của chúng ta đó, phần tâm linh của chúng ta được sống lại. Chúng ta bắt đầu có trở lại trực giác, là những điều chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt, quyền năng của Chúa, sự hiện diện của Chúa. Và trực giác sẽ giúp cho chúng ta liên lạc được với Chúa qua Thánh Linh của Ngài. Cái phần của thông công chúng ta thấy được lặp lại ngay tức khắc. Chúng ta bây giờ được thông công, được tương giao với Đức Chúa Trời. Và điều mà khi con người chúng ta còn sống trong tội lỗi đó, khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời, nghe nói về Đức Chúa Trời, chúng ta bỏ chạy. Vì chúng ta biết Ngài là đấng thánh khiết, còn chúng ta là bất khiết. Thì chúng ta thấy rằng có một cái sự ngăn cách. Nhưng mà khi chúng ta được tái sanh đó, thì Thánh Linh của Chúa liền đến ở trong lòng của chúng ta, gọi Đức Chúa Trời Abba là cha, để chúng ta có thể tương giao được với Chúa, để chúng ta có thể có một mối thông công với Chúa qua Thánh Linh của Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, phần lương tâm của chúng ta bây giờ được Thánh Linh của Chúa ngày làm việc mạnh mẽ, sắc bén càng hơn, để chúng ta có thể bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa qua lời của Ngài và qua công việc của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta bây giờ cái phần lương tâm của chúng ta rất là nhạy bén để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa khi chúng ta làm cái điều gì đó sai. Khi chúng ta suy nghĩ những cái ý tưởng sai, thì chúng ta thấy rằng Thánh Linh của Chúa làm việc qua lương tâm của chúng ta, đem lại sự cáo trách ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta gồm có ba phần đó. Và như tôi đã nói, chúng ta quen với công việc, chúng ta để cho cái phần hồn của chúng ta,
gồm có lý trí, ý chí và cảm xúc chúng ta đó, nó điều khiển chúng ta. Bởi vì chúng ta quen rồi, cho nên chúng ta cứ để cho nó hướng dẫn. Nhưng mà khi chúng ta được tái sanh, Thánh Linh của Chúa làm cho tâm linh của chúng ta sống lại đó, thì Chúa ngài muốn chúng ta bây giờ sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bước theo Đức Thánh Linh, và con người linh của chúng ta hiện tại có Thánh Linh của Chúa cai trị ở trong phần linh của chúng ta, kiểm soát dẫn dắt, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống mới theo như sự dẫn dắt của Chúa. Đây là điều rất là quan trọng mà xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta có thể thấy được. Và khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta phá vỡ con người, cái vỏ bề ngoài của chúng ta, bắt nó phải phục, bắt nó phải đầu phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ sống theo như sự sống mới mà Chúa ngài đã định, để Thánh Linh của Chúa kiểm soát, để Thánh Linh của Chúa dẫn dắt, để Thánh Linh của Chúa điều khiển đời sống của chúng ta như ý định ban đầu mà Đức Chúa Trời ngài đã dựng nên chúng ta. Khi chúng ta kinh nghiệm được điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta rất phước hạnh và rất là phong phú. Trở lại, chúng ta phải nhận biết hai bản chất của xác thịt con người cũ của chúng ta và bản chất mới mà Đức Thánh Linh ngài đã tái sanh chúng ta. Và đây là điều rất là cần thiết để chúng ta nhận biết, để học bước theo Thánh Linh, chúng ta cần phải nhận diện những công việc của xác thịt, để khi nó lên tiếng, khi nó muốn cướp cái quyền để mà kiểm soát hay là lấy lại cái quyền kiểm soát, thì chúng ta nhận diện nó và chúng ta chọn bắt phục nó, chúng ta chọn bảo nó phải yên lặng, và chúng ta hướng về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh có thể dẫn dắt đời sống của chúng ta. Cho nên Cơ Đốc nhân chúng ta nhận biết mình có hai cái bản chất đang tranh chiến ở bên trong chúng ta luôn luôn. Galatia chương 5 câu 16 chúng ta được nhắc nhở đó. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, thì bạn sẽ không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Galatia chương 5 câu 16. Như vậy chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy chìa khóa để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng này. Con người cũ và bằng cách nào chúng ta có thể sống đời sống đắc thắng trong ơn của Chúa, thì mệnh lệnh đó là hãy bước đi theo Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Từ bước đi mà chúng ta thấy ở tại đây, trong nguyên tác mang cái hình ảnh đó là chúng ta bước từng bước, chúng ta sống ở trong cuộc sống hàng ngày, nó là cái lối sống của chúng ta. Như vậy, bước theo Đức Thánh Linh là lối sống của chúng ta. Đó là cách mà chúng ta chọn cái bước đi của mình, và chúng ta chọn đi theo sự dẫn dắt của Chúa và Thánh Linh của Chúa khi ngài dẫn dắt. Thì chúng ta thấy lúc bây giờ chúng ta bật nút để Đức Thánh Linh ngài kiểm soát, ngài hành động ở trong đời sống của chúng ta. Lúc bây giờ ngài sẽ mang lại những kết quả mà Chúa ngài, khi ngài được tự do hành động trong đời sống của chúng ta, sẽ đem lại những kết quả đó. Mang hình ảnh Cơ Đốc nhân sống một cái cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta chọn bước đi trong Đức Thánh Linh, là chúng ta đặt đời sống của chúng ta ở dưới ảnh hưởng, ở dưới quyền điều khiển của Đức Thánh Linh. Đây chính là cái chìa khóa để chúng ta có thể sống một đời sống đắc thắng. Chúng ta thấy điều đó. Khi chúng ta chọn có một cái cuộc sống, chúng ta tương giao, chúng ta nhường đời sống của mình cho Đức Thánh Linh ngài kiểm soát, chúng ta đời sống của chúng ta đắc thắng tội lỗi, đắc thắng được những cái cám dỗ một cách dễ dàng. Nhưng khi chúng ta bị cắt điện, chúng ta không còn gần gũi Chúa và chúng ta không để cho Chúa kiểm soát chúng ta nữa, thì con người xác thịt nó sẽ nhảy lên cái ngôi ở trong tấm lòng của chúng ta, mà nó sẽ kiểm soát. Lúc bây giờ thì nó sẽ lôi kéo và khiến chúng ta làm những công việc theo như ý muốn của xác thịt. Cho nên chúng ta thấy rằng chìa khóa để đắc thắng tại đây là chúng ta quyết tâm và chúng ta chọn sống bước theo Đức Thánh Linh. Ở trong ơn của Chúa, chúng ta cần nhận biết điều đó. Vì kẻ thù của chúng ta, mỗi người, chính là con người bản ngã của chúng ta. Cho nên trong cuộc chạy đua, chúng ta chạy để thắng. Và tôi thường nói với anh chị em, không phải chúng ta thắng các anh chị em khác ở trong cuộc chạy đua, nhưng mà chúng ta thắng chính mình, chính con người xác thịt, con người bản ngã của mình. Khi chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa, chúng ta chọn không làm theo những điều ưa muốn của xác thịt, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm đời sống đắc thắng, vì Thánh Linh của Chúa bây giờ sẽ bước vào, tự do hành động, điều khiển, dẫn dắt đời sống của chúng ta ở trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa. Trong cuộc đời đi theo Chúa, khi chúng ta khám phá ra cuộc chiến này càng sớm càng tốt, thì chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta nhanh chóng hơn, đi đến sự tăng trưởng, đi đến kết quả. Còn nếu chúng ta không nhận diện, cũng như chúng ta không quyết tâm sống theo Đức Thánh Linh, thì chúng ta tới đời sống của chúng ta sẽ bị xác thịt nó làm cho chúng ta trì trệ. Có những việc mà chúng ta thấy mình đang bước những bước tiến, đáng lý ra mình cứ tiếp tục thẳng tiến ở trong ơn của Chúa, thì cuộc đời nếu chúng ta không chọn bước theo Đức Thánh Linh,
nó sẽ lên xuống trồi sụp như cái biểu đồ chúng ta thấy, lên cao rồi tuột xuống, lên cao rồi tuột xuống, xuống thấp đến cái độ mà chúng ta rằng mình không còn muốn cầu nguyện, không còn học kinh thánh, không còn đi trong sự dẫn dắt của Chúa nữa. Nhưng mà những cái công việc của xác thịt đó, bây giờ nó quay trở lại và chúng ta bắt đầu nhận diện thấy công việc của nó. Cho nên chúng ta cần học biết thế nào để chúng ta có thể bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và chúng ta như là hình ảnh chúng ta đưa anten lên và chúng ta đón nhận sự dẫn dắt của Ngài, để chúng ta có thể bước đi ở trong sự dẫn dắt Đức Thánh Linh, và chúng ta bước đi trong Đức Thánh Linh luôn luôn. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta thấy và nhớ một điều này. Trong cái việc chúng ta trồng trọt cây trái, chúng ta sẽ thấy được một cái lẽ thật này. Hãy cái gì mà chúng ta nuôi, chúng ta tưới nước, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ sống và nó sẽ khỏe mạnh. Cái gì chúng ta không tưới nước, chúng ta không chăn bón, chúng ta bỏ mặc nó, thì nó sẽ chết. Xác thịt cũng giống như vậy. Nếu chúng ta chăm về những việc xác thịt, chúng ta cứ chăm sóc nó, chúng ta dùng bón nó, mỗi ngày nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng mà khi chúng ta bỏ đói nó, và chúng ta chọn bước đi trong Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người xác thịt của chúng ta nó sẽ ốm yếu nhỏ dần ở trong sự hiện diện của Chúa, và chúng ta có thể thắng được nó, bỏ nó lại phía sau, thắng nó ở trong ơn của Chúa. Và ý niệm này rất là quan trọng để chúng ta nhớ ở trong đời sống đi theo Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa, tôi khám phá ra điều này một cái rất là sớm ở trong đời sống, ở trong bước đường đi theo Chúa và hầu việc Chúa. Thì nhận thấy được khi chúng ta thiên về những công việc của xác thịt, nó trì kéo chúng ta. Và nó cũng thu hút những cái công việc của xác thịt, cũng như là những con người xác thịt khác đến để hiệp tác và gây cái tầm ảnh hưởng lan rộng của nó. Nhưng khi chúng ta khám phá ra đời sống của chúng ta có thể sống một cách phước hạnh mạnh mẽ, tràn đầy ơn của Chúa, khi chúng ta chọn bước theo Thánh Linh, thì chúng ta sẽ khám phá ra những điều rất là tuyệt vời. Khi chúng ta quyết tâm chúng ta chọn như vậy đó, chúng ta nhận được sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Chúng ta thu hút những người thuộc linh, những người thiêng liêng, họ sẽ đến và chúng ta cùng đồng đi ở trong ơn của Chúa. Nếu họ có một mối tương giao tốt đẹp với Chúa và bước đi trong sự sáng, thì chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài khiến cho chúng ta gặp gỡ những anh chị em này cùng một cái mức độ thuộc linh, một cái trình độ thuộc linh, để chúng ta yểm trợ nâng đỡ nhau mà chúng ta cùng nhau tiến vững, tiến mạnh ở trong ơn của Chúa. Cho nên anh chị em thấy luôn luôn là có cái trận chiến này xảy ra. Công việc của chúng ta là chọn nuôi những cái gì quan trọng và bỏ đói những cái gì mà chúng ta biết rằng nó có thể ảnh hưởng xấu trong đời sống của chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải trau dồi, phải học cách nào để chúng ta có thể sống ở trong sự dẫn dắt của Chúa, bước theo Đức Thánh Linh. Và chúng ta nhận diện rồi chúng ta bỏ đói cái con người bản ngã, để chúng ta sống với sự sống như chúng ta chọn, là chúng ta chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Để rồi nay chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa, mà là Chúa sống xuyên qua đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy điều đó. Vì khi chúng ta sống ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì là tuyệt vời. Và đáng tiếc chúng ta nhìn thấy ở trong giáo hội ngày hôm nay, có nhiều người, người ta chọn sống một cái lối sống là loại Đức Thánh Linh ra khỏi đời sống của mình, hay là kể những công việc của Đức Thánh Linh như là việc của quá khứ. Và chúng ta thấy giáo hội đã dạy một cái rất là tốt ở trong cái công việc đó, là họ thành công trong công việc huấn luyện, dạy dỗ, giảng dạy đến một cái mức độ là công tác của Đức Thánh Linh và sự sống trong Đức Thánh Linh chúng ta thấy bị bỏ quên, đòi hỏi một cái tái khám phá. Và cảm ơn Chúa vì trong những sự thăm viếng phục hưng, Chúa làm cho tâm linh của chúng ta sống động trở lại, vì Chúa sống xuyên vào chúng ta. Sự hiện diện của Chúa được tự do thể hiện ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng có một sự phục hồi trở lại, chúng ta có thể bước đi trong Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta cùng một hình ảnh với Đức Chúa Trời đối với thế gian này. Không có Chúa thì thế gian sẽ sụp đổ và tan tành. Cũng vậy, đời sống của chúng ta sẽ sụp đổ tan tành nếu không có Đức Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta. Đó là lý do chính tại sao có một số Cơ Đốc nhân đang sống một cách thất bại, và đời sống thì chán chường, đời sống không được tươi mới và không có sức của Chúa. Và chúng ta thấy những con người này đầy ở trong giáo hội ngày hôm nay. Họ có một đời sống uể oải, có một đời sống chậm chạp, lười biếng ở trong việc thuộc linh. Sống đời sống không có quyền năng của Chúa, sống đời sống không thấy phước hạnh của Ngài
ở trong đời sống của chúng ta. Thì xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thấy điều đó, vì chúng ta tiến lên ở trong ơn của Chúa. Chúng ta không thể nào sống theo xác thịt, lấy mình làm chủ và sống một cách tự kỷ, sống trong sức riêng, trong khả năng riêng, trong tài nguyên riêng của mình. Chúng ta cần phải có một cuộc sống bước đi trong Đức Thánh Linh, nhận ơn quyền sự dẫn dắt của ngài, để đời sống của chúng ta có thể có kết quả một cách tốt đẹp. Nghĩa là chúng ta sống theo ý Chúa. Người sống theo xác thịt là sống theo ý riêng của mình. Chúng ta thấy họ tự quyết định, họ tự lèo lái cuộc đời của mình và làm điều mình muốn, mình ưa thích. Và chúng ta thấy điều đó. Những con người xác thịt này, chúng ta thấy chính là những con người gây khó khăn cho hội thánh của Chúa, và chính những người mà chúng ta thấy rằng đã làm cho những người chưa biết Chúa bị đẩy xa hơn là họ thu hút những con người chưa biết Chúa đến gần với Chúa. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta không sống theo xác thịt nữa, để đời sống của chúng ta có một cái sự thu hút rất là mạnh để kéo nhiều người đến với Chúa ở trong ơn của Chúa. Bên cho em để ý, nếu chúng ta sống mà mang danh của Chúa là con cái của Chúa, nhưng mà đời sống của chúng ta đó thì là chúng ta sống tự quyết định, chúng ta tự lèo lái cuộc đời của mình ở trong những cái thái độ đó là tại sao mình phải chờ đợi Chúa, mình phải cố gắng đi. Và người Mỹ họ có một cái phương châm nghe thì chúng ta thấy rằng rất là mạnh mẽ, nhưng mà nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là God help those help themselves. Chúa ngài chỉ giúp những người tự giúp mình. Không, Kinh Thánh nói ngược trở lại. Chúa ngài chỉ giúp những người nào nhận biết mình không có sức, mình yếu đuối, mình nhờ cậy Chúa. Thì lúc bây giờ, ở trong cái sự yếu đuối là lúc chúng ta mạnh mẽ. Bởi vì khi chúng ta nhận biết mình yếu đuối, chúng ta nhận biết mình không có khả năng để sống đời sống một cơ đốc nhân đúng nghĩa như Chúa ngài đã định, thì chúng ta sẽ chạy đến với Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng trong cái yếu đuối là lúc mà tôi mạnh mẽ. Khi chúng ta nhận biết mình yếu, chúng ta cần Chúa, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm được sức mạnh từ nơi Chúa, vì chúng ta hướng về ngài và để Chúa ngài kiểm soát đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa cho tôi chia sẻ bên trên buổi tối hôm nay bốn điều giúp cho chúng ta bước đi ở trong Đức Thánh Linh, để chúng ta không còn sống theo xác thịt nữa, nhưng mà chúng ta sống theo như sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thì có bốn điều chúng ta cần biết để chúng ta có thể bước đi trong Thánh Linh. Thứ nhất, chúng ta cần phải nhận diện sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần biết Chúa vẫn còn hành động và làm việc. Hai tuần trước, có một thanh niên người Mỹ da trắng đến và sinh hoạt ở trong lễ tiếng Anh. Sau giờ nhóm, em này lên và xin gặp tôi. Thì em đưa ra một mớ những cái lập luận của hội thánh truyền thống. Em nói rằng, ông muốn suy nghĩ sao về vấn đề dấu kỳ phép lạ? Chúa còn làm phép lạ hay không? Tôi trả lời rằng, tôi tin và tôi sống mỗi ngày vận hành ở trong quyền năng của Chúa và thấy phép lạ của Chúa xảy ra hàng ngày. Em nói rằng, ô, như vậy thì ông muốn suy có kinh nghiệm như vậy. Rồi em hỏi, còn những cái lời tiên tri nói tiếng lạ ngày hôm nay còn cần hay không? Vì đã có sự trọn lành rồi. Tôi đặt câu hỏi là sự trọn lành đó em định nghĩa là gì? Đó là khi Kinh Thánh đã được hoàn tất, thì đó là trọn lành rồi. Hội thánh của Chúa đã được thành lập, thì như vậy là sự trọn lành rồi. Tôi nói rằng trở về và đọc lại Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Sự trọn lành này đang nói về Đức Chúa Giê-xu Christ khi ngài trở lại. Khi chúng ta kinh nghiệm được cái đời sống của chúng ta được thánh hóa và Chúa ngài làm việc một cách trọn vẹn trong đời sống của chúng ta khi chúng ta gặp Chúa đó. Bây giờ thì chúng ta thấy mập mờ như trong gương. Mà chúng ta biết gương ngày xưa thì không có làm bằng thủy ngân giống như ngày hôm nay. Không có được tráng bằng thủy ngân. Nhưng mà người ta lấy một cái miếng đồng và người ta đánh bóng nó lên. Thì chúng ta thấy soi gương như vậy, nó không có tân tiến giống như ngày hôm nay. Nhưng mà ta thấy một cách mập mờ. Và khi lúc bấy giờ cái sự trọn lành đến, chúng ta sẽ thấy như Chúa ngài thấy chúng ta. Một cái rõ ràng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng tôi giải thích và giúp đỡ cho người thanh niên này để gỡ cho em tất cả những cái gì mà tôi đã từng tin và bị ảnh hưởng bởi những lời dạy sai của giáo hội, và giúp đỡ để kéo em vào trong cái chỗ và tôi xác nhận với em là ân tứ vẫn còn ngày hôm nay. Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. Ân tứ không qua đi trong thời của các sứ đồ, phép lạ không qua đi trong thời các sứ đồ, nhưng mà dấu kỳ phép lạ của Chúa vẫn xảy ra khi chúng ta vâng theo sứ mạng vĩ đại của Chúa.
chúng ta ra đi giảng tin lành của Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa sẽ cùng làm việc với chúng ta. Ngài lấy các dấu kỳ phép lạ cặp theo mà làm cho vững đạo. Ngài lấy đủ mọi thứ phép màu để cùng làm chứng với những người làm nhân chứng cho Chúa ở trong quyền năng của Ngài. Anh chị em, hai cuộc sống khác nhau hoàn toàn. Một đằng thì chúng ta bị dạy là ngày hôm nay Chúa không còn làm phép lạ nữa, ân tứ không còn nữa. Thì khi mà chúng ta chọn sống như vậy đó, chúng ta sẽ tắt máy đối với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vì chúng ta nói rằng Ngài không còn hành động, Ngài không còn kiểm soát, không còn thể hiện các ân tứ quyền năng của Ngài nữa, các ân tứ thể hiện của Đức Thánh Linh. Thì chúng ta thấy rằng làm sao chúng ta có thể nhận được sự dẫn dắt của Chúa khi chúng ta phủ nhận sự hiện diện và công tác đó của Chúa. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta cần phải có để chúng ta có thể bước đi ở trong Đức Thánh Linh là chúng ta phải nhận diện sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta bước đi trong Đức Thánh Linh và hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, thì điều đầu tiên chúng ta phải có xảy ra đó là chúng ta học nhận diện sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Vì khi chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, nó sẽ giúp đỡ chúng ta kinh nghiệm Chúa ngàn lần hơn là những cái giờ chúng ta đi nhà thờ và chỉ làm những công tác của tôn giáo. Tôi cảm ơn Chúa vì đã sống qua những cái ngày kinh nghiệm sự thăm viếng của Chúa ở tại VBC Houston của chúng ta tại đây, cũng như ở khắp nơi, khi chúng tôi có cơ hội để được dự phần giảng dạy cũng như ở trong những kỳ đại hội. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa đổ ra một cách mạnh mẽ. Tôi nhớ khi Chúa Ngài thăm viếng trên VBC Houston của chúng ta vào năm 1999. Sự hiện diện của Chúa dày đặc. Chúng ta kinh nghiệm những điều mà trước đây không thấy. Trong một phút ở trong sự hiện diện của Chúa, dạy cho chúng ta mạnh mẽ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn là chúng ta đi nhà thờ chỉ giữ lễ. Mà khi sự hiện diện của Chúa bày tỏ ra một cách mạnh mẽ, chúng ta thấy sự giải cứu được thể hiện, chúng ta thấy sự chữa lành được thể hiện, ân tứ của Chúa được bày tỏ ra, lời khôn ngoan và tri thức được bày tỏ. Để thật là phước hạnh trong ơn của Chúa. Nên tôi chia sẻ với anh chị em cái trải nghiệm của chúng tôi. Năm 1992, đánh dấu một cái sự thay đổi ở trong đời sống của tôi. Khi tôi tham dự ở trong một cái kỳ hội nghị đại hội của người Mỹ, đại hội phục hưng của người Mỹ, thì khi mục sư diễn giả, trước khi ông chia sẻ lời của Chúa, ông bước lên bục giảng và ông bắt đầu vận hành trong ân tứ của Đức Thánh Linh. Ông rằng trong quý vị ngồi tại đây có một anh, là anh là chấp sự ở trong hội thánh. Trong túi của anh hiện tại, trong túi áo vest của anh hiện tại có một gói thuốc lá trong đó. Anh rất muốn bỏ, nhưng mà anh không bỏ được. Hôm nay Chúa bày tỏ cho tôi biết rằng Chúa Ngài muốn giải phóng anh được sự tự do. Người ở trong hội chúng hét lên, cầm cái gói thuốc lá móc ra từ cái túi áo trong của mình, anh ném lên ở trước mặt mọi người và anh chạy lên ăn năn đầu phục vì ân tứ của Chúa vận hành và được bày tỏ ra trong giây phút đó. Một sư diễn giả lại nói có một chị có mặt ở tại đây, chị bị một cái chứng bệnh mà không có thể nào giải quyết được. Nhưng mà hôm nay Chúa Ngài bày tỏ cho tôi biết chị tên đó và chị cần kinh nghiệm được sự chữa lành và hôm nay Chúa muốn chữa lành cho chị. Người phụ nữ này khóc và chạy lên, quỳ xuống ở phía trước và sau đó các mục sư đến để giúp đỡ và phục vụ. Tôi ngồi tại đó, tôi quan sát và tôi nói rằng lạ lùng. Lớn lên ở trong nhà thờ, đi nhà thờ, chưa bao giờ thấy những việc như vậy. Tôi nói chuyện gì đây? Lạ như vậy. Thì trước khi chia sẻ, một sư diễn giả, ông bày tỏ ra và ông nói rằng đối với hội chúng ngày hôm nay, có thể đối với các anh chị, điều này có thể thấy dường như là điều rất là lạ. Lạ không phải là nó không có trong Kinh Thánh, nhưng mà lạ là bởi vì lâu lắm rồi hay là suốt cuộc đời anh chị em chưa thấy ân tứ của Chúa vận hành như thế nào. Và ông kết luận, ông nói rằng chìa khóa được báp têm trong Đức Thánh Linh sẽ mở ra cho chúng ta cánh cửa của chính ân tứ quyền năng của Chúa. Những điều mà quý vị vừa mới thấy, đó là lời khôn ngoan và lời tri thức mà Chúa Ngài cho chúng tôi. Và chúng tôi công bố thành lời những điều mà Chúa Ngài bày tỏ. Rồi người ta được chữa lành đó, người ta được giải cứu đó, là ân tứ của sự chữa lành được thể hiện ra. Như là một cái chân trời mới mở ra cho tôi nhìn thấy, tôi nói thật là tuyệt vời. Và sau khi vị mục sư này giảng dạy và giờ kêu gọi, ai muốn kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh tự do hành động ở trong đời sống của mình, hãy tiếp nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Tôi chạy lên phía trước và kinh nghiệm được sự đặt tay của các đệ tử của Chúa và một cái sự thay đổi lớn lao xảy ra cho đời sống của tôi và chức vụ hầu việc Chúa của tôi bắt đầu từ năm 1992.
Tôi chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em là chúng ta cần phải nhận diện sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể bước đi ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Không ai có thể bước theo sự thúc đẩy dẫn dắt của Đức Thánh Linh nếu không thể nhận ra tiếng phán của Đức Thánh Linh hoặc là công việc của Ngài trong đời sống của chúng ta. Có thể điều cản trở lớn nhất trong đời sống của ai đó, của anh chị em đang cùng học lời Chúa với chúng tôi, đó là vì chúng ta không nhạy bén với Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta nó khô cằn, đời sống của chúng ta không có cái nét siêu nhiên. Đi nhà thờ như vậy, chỉ giữ lễ và chúng ta bị những lời dạy sai của giáo hội và những con người, người ta ích kỷ, người ta muốn giữ tín đồ cho mình, nhốt họ ở trong nhà thờ như là những cái kho chứa. Và hội thánh rất là đông người nhưng mà con cái của Chúa thì không có khai phóng được tiềm năng và bước đi trong ơn của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa sinh hoạt một cách rất là yếu, không đầy trọn, vì các sự ban cho của Đức Thánh Linh không được hoan nghênh và thể hiện. Thì chúng ta thấy rằng trong nhiều ân tứ của Chúa thì chỉ còn cô động lại là việc giảng dạy lời của Chúa mà thôi. Còn những nét của siêu nhiên, của quyền năng của Chúa thì không thấy được. Cho nên anh chị em chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ thoát ra được khỏi cái nhà tù này của lý trí của chúng ta và những điều dạy sai. Và chúng ta cần phải cải huấn tâm trí của chúng ta, đức tin của chúng ta. Đó là Đức Thánh Linh vẫn còn vận hành. Ân tứ của Đức Thánh Linh vẫn còn làm việc ở trên hội thánh của Chúa, giữa hội thánh của ngày hôm nay. Trở lại với người thanh niên khi nãy tôi nói, thì tôi nói rằng em thử suy nghĩ, những người, các môn đồ đầu tiên cũng như các sứ đồ là những người được Đức Chúa Giêsu Ngài huấn luyện trực tiếp, dạy dỗ họ, ban cho họ sứ mạng vĩ đại và hứa rằng Đức Thánh Linh khi giáng xuống trên họ thì họ sẽ được mặc lấy quyền phép để làm nhân chứng cho Chúa, để có thể thực hiện sứ mạng vĩ đại của Chúa. Chúng ta ngày hôm nay 21 thế kỷ sau, sứ mạng vĩ đại của Chúa vẫn chưa hoàn tất phải không? Em nói rằng chưa. Tôi nói như vậy, Đức Chúa Trời nỡ nào để cho chúng ta ngày hôm nay là phải làm những công việc bằng những cái sinh hoạt của chúng ta mà vắng bóng hay là thiếu sự yểm trợ siêu nhiên từ trời, quyền phép được mặc lấy, thì làm sao chúng ta có thể thực hiện những điều Chúa Ngài dạy chúng ta được? Phải trở lại nhờ cậy Chúa. Và cảm ơn Chúa, tối hôm nay tôi cũng muốn thưa với anh chị em điều đó. Chúng ta không thể nào hoàn tất sứ mạng vĩ đại Chúa Ngài đã ban cho hội thánh. Chúng ta không thể nào sống đời sống của người Cơ Đốc nhân đúng nghĩa nếu chúng ta không có sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì chúng ta không thể nào có điều đó. Tôi thường nói và tôi nhắc lại với anh chị em tại đây, có hai khám phá trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Khám phá thứ nhất, đó là chúng ta phải đến một chỗ ở trong cuộc đời của chúng ta nhận biết được rằng chúng ta không thể nào tự cứu mình. Rồi chúng ta chạy đến với Chúa và chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Nếu chúng ta chưa khám phá ra điều đó, nếu chúng ta còn nghĩ rằng nhờ công đức riêng, nhờ tích lũy công đức, nhờ tới này cái kia mà chúng ta được cứu, hay là sanh ra trong gia đình có đạo thì chúng ta được cứu đó, thì anh chị em chưa được cứu. Chúng ta phải khám phá và được thuyết phục một cách hết sức là sâu xa rằng mình không thể tự cứu mình. Mình nhờ cậy và ơn cứu rỗi của Chúa và xin Đức Giêsu Ngài làm cứu Chúa của chúng ta và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Và cái khám phá thứ hai trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta là chúng ta phải đến một chỗ trong đời sống của chúng ta để chúng ta được thuyết phục một cách sâu xa, một cách hết sức là rõ ràng. Đó là chúng ta không thể nào sống một đời sống của một người Cơ Đốc nhân đúng như Chúa Ngài đã định mà chúng ta chưa được báp têm Đức Thánh Linh hay được đầy dạy Đức Thánh Linh. Hai khám phá này, một là để được chúng ta được cứu rỗi. Khám phá thứ hai là để chúng ta được hiệu quả, được kết quả, được đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để những ai đã khám phá ra điều thứ nhất sẽ tiến đến khám phá ra điều thứ nhì. Đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy điều đó là điều rất là rõ ràng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào tự sống với đời sống bởi sức riêng của mình mà chúng ta sống được đời sống của một người Cơ Đốc nhân. Chúa Ngài dạy chúng ta những điều rất khó, chúng ta không thể nào làm được bằng sức của mình. Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm được Đức Thánh Linh và công tác của Ngài cũng như sự vận hành của Ngài thì chúng ta sẽ thấy rằng những điều này có thể thực hiện được
khi chúng ta bật nút, khi chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa Ngài kiểm soát. Thí dụ, Chúa bảo chúng ta hãy đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Nếu không được sự ban phước của Chúa và sự nhiệm Đức Thánh Linh, không ai dám làm công việc đó. Và người ta đưa ra nhiều cái lý do để thối thoát. Mình không có được ơn, vân vân, và Chúa cũng còn làm phép lạ, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta kinh nghiệm được Thánh Linh của Chúa đổ xuống trên đời sống của chúng ta và chọn bước đi ở trong sự dẫn dắt, mặc lấy quyền phép ban ơn của Ngài, chúng ta thấy rằng bởi Thánh Linh, cùng một Đức Thánh Linh đã làm cho Đức Giêsu có sống lại từ cõi chết, rồi hiện tại đang sống ở trong chúng ta, Ngài chính quyền năng đó sẽ làm cho thân thể hay chết chúng ta sống, đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm sức sống của Chúa tuôn đổ. Cảm ơn Chúa. Nếu không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, con người chúng ta học và chúng ta làm theo những lề thói, những truyền thống của tôn giáo, mà chúng ta không còn nhận biết cái sự hiện diện và công tác của Thánh Linh ở trên hội thánh, ở trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa cho tôi long trọng tuyên bố mà nhắc nhở anh chị em dựa nên lời của Đức Chúa Trời. Chương trình cứu rỗi của Ngài và sứ mạng vĩ đại của Ngài, ngày nào chưa hoàn tất thì chúng ta được quyền trông đợi và tin sự giúp đỡ, yểm trợ của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Ngài, mặc lấy quyền phép trên chúng ta, ban cho chúng ta ân quyền của Ngài để chúng ta có thể sống một cách phước hạnh, đầy quyền năng và có thể phục vụ một cách kết quả trong quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta không sống theo sự dẫn dắt của Chúa và nhận diện, nhận biết sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta sẽ rơi vào trong một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Như chúng ta có thể được nhắc nhở điều đáng tiếc ở trong cuộc đời của một người mà Đức Chúa Trời đã từng sử dụng ông. Tôi muốn nói đến ông Samson. Ông là một người đã được Chúa Ngài sức giàu thần của Chúa ngự ở trên ông, khiến cho ông có một sức mạnh siêu nhiên. Ông làm những công việc quá cái sức và khả năng của một con người thường. Nhưng mà một ngày kia thì chúng ta thấy rằng ông đã để cho đời sống của mình rơi vào trong cái tình trạng mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Bắt đầu ông như thế này trong các quan sát chương 13 câu 25: Thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh đan giữa khoảng Soria và Eraum. Thần của Chúa khởi cảm động ở trong Samson. Chúng ta để ý thần của Đức Chúa Trời cảm động ở trong con người của ông. Đức Chúa Trời Ngài tìm một con người nhạy bén với Đức Thánh Linh của Ngài để sẽ hành động khi Ngài hành động, sẽ mở miệng nói khi Ngài phán dạy. Ngài đang tìm một người dám bước đi khỏi những công việc quen thuộc, nhàm chán của tôn giáo, nhưng mà nhạy bén với sự hiện diện của Ngài để làm những điều cần làm. Chúa đang tìm những con người đó. Xin Chúa cho đến buổi tối hôm nay, trong buổi học Kinh Thánh này, trong thời giờ này, Chúa Ngài tìm thấy những con người đó sẵn sàng để có thể đón nhận ở trong ơn của Chúa. Ngày nay dường như các đốc nhân chúng ta thấy chúng ta chịu cảm động bởi mọi việc trừ ra Đức Thánh Linh của Chúa. Cái từ cảm động này bị lạm dụng ở trong giáo hội ngày hôm nay. Thì tôi kể anh chị em nghe một cái tin rất là buồn. Khi có một người đến sinh hoạt, đến nhóm lại ở trong đại hội, ở trong hội thánh VBC Houston tại đây, là tín hữu của một hội thánh khác. Anh được chữa lành một cách rất là đặc biệt. Lúc nhỏ anh bị phỏng và chân của anh có tật, anh đi rất là khó khăn. Và khi anh đến và được cầu nguyện, Chúa cho anh đi đứng một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Anh về đến hội thánh và anh xin làm chứng về công việc của Chúa. Thì vị mục sư nói như thế này: ở tại đây trong hội thánh này chúng tôi không cảm động những thứ đó. Không cảm động về công việc của Chúa được nói lên để nhiều người được biết và kinh nghiệm Chúa. Cảm động bằng tất cả mọi thứ trừ ra được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta để ý thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người ở trong dinh đàn. Thần của Chúa khởi cảm động ở trên Samson. Nhưng mà rồi chúng ta thấy điều đáng buồn trong cuộc đời của Samson đó là ông đến một cái thời điểm mà ông hành động theo xác thịt hơn là bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta đọc thấy trong các quan sát chương 16 của số 20. Bây giờ nàng nói, tức là Danila đó: ớ Samson, người Philistine xông hãm người. Người thức dậy mà rằng: ta sẽ như các lần trước. Anh chị em để ý đến điều đó. Những lần trước ông có vẫn còn có sức của Chúa. Mặc dù ông đùa giỡn, ban đầu là ông nói trói tay của ông lại, rồi dần dần chúng ta thấy gần đến cái chỗ bí quyết
Thì sức mạnh của ông có được vì ông là người Nazarene, được chọn riêng, biệt riêng cho Chúa từ khi ông còn trong lòng mẹ. Thì giao cạo không được đưa qua đầu của ông. Chúng tôi thấy song song ông đùa giỡn với tội lỗi dần dần từ tai, rồi đến chúng ta thấy dần dần đến cái chỗ ông bắt đầu nói rằng hãy lấy tóc của tôi mà dệt vào trong cái bộ cưỡi của người thợ dệt. Đùa giỡn với tội lỗi. Dần hơn phải nói cho kẻ thù biết cái chìa khóa để ông có sức mạnh. Và cuối cùng thì chúng ta thấy ông đã tiết lộ vì Danila nhiều lần nói rằng chàng không có yêu tôi, cho nên không nói thật với tôi. Mặc dù mỗi lần mà ông tiết lộ một cái điều gì đó thì Danila đi báo cho người Philippines và họ đã làm công việc. Họ trói ông lại, họ dệt tóc của ông vào, họ đan tóc của ông vào trong khung cưỡi của thợ dệt. Lần này ông tiết lộ, ông nói rằng khi dao cạo mà nó đưa qua đầu của ông, tức là tóc của ông, thì ông sẽ không có sức mạnh nữa. Và đúng như vậy, ông đã bị cạo đầu. Nhưng mà khi Danila lên tiếng ớ Samson, người Philippines xông hãm ngươi, người thức dậy mà rằng ta sẽ như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay của chúng nó. Đây là câu mà chúng ta thấy rằng có thể nói là một trong những câu đáng buồn nhất ở trong Kinh Thánh. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Ông biết. Nên chúng ta là những người bước đi trong ơn của Chúa. Chúng ta cần phải nhạy bén với sự hiện diện của Chúa và biết Chúa đang tự do hành động trong chúng ta, hay là chúng ta đã mất cái sự tự do hành động của Chúa ở trong cuộc đời chúng ta, và sự hiện diện của Chúa không còn thể hiện một cách hiển lộ nữa. Cần nhận biết trong đời sống của chúng ta. Trong cuộc phiêu lưu, trong bước linh trình, trong sự hầu việc Chúa, chúng ta thấy Samson đã để cho mình rơi vào trong tình trạng mất đi sự nhạy bén và dẫn dắt này. Thì cuối cùng chúng ta thấy ông đã thất bại. Ông có thể nói là một người có một cái bắt đầu rất tốt vì thần của Chúa khởi cảm động ở trên ông. Nhưng mà đã kết thúc mà chúng ta thấy rằng rất là đáng buồn vì ông không biết là thần của Chúa đã lìa khỏi ông. Cho tôi chia sẻ với anh chị em một số điều chúng ta sẽ nhận được để chúng ta có thể nhận diện sự thúc đẩy của Đức Thánh Linh và tránh được sự cuối cùng của Samson. Thứ nhất, chúng ta cần phải trông đợi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta sống với thái độ đó, trông đợi sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta như là cái máy phát thanh, cái radio đó, chúng ta chỉnh đài, chúng ta lắng nghe, chúng ta trông đợi sự dẫn dắt của Chúa. Thì khi chúng ta chỉnh đúng đài, đúng tần số, thì chúng ta sẽ nghe được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tiếng của Ngài sẽ hiện lên một cách rõ ràng trong sự dẫn dắt của Ngài cho chúng ta. Chúng ta cần mong đợi tiếng của Đức Thánh Linh phán dạy và dẫn dắt chúng ta. Rất là quan trọng. Có bốn cách mà Đức Thánh Linh sẽ phán dạy và dẫn dắt anh chị em, theo như lời Kinh Thánh mà chúng ta có thể thấy được. Ngài sẽ phán với chúng ta qua lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, và chúng ta mong đợi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bắt đầu khi chúng ta đọc lời của Chúa, cầu nguyện lời cầu nguyện này. Là Chúa, bây giờ con đến với lời của Ngài, xin phán dạy con qua lời của Chúa. Anh chị em mong đợi. Chúng ta bắt đầu đọc. Thì đọc một lúc, có khi thì Chúa nghe phán liền với chúng ta câu đầu tiên mà chúng ta đọc ở trong phần Kinh Thánh đó. Nhưng mà đọc một lúc thì chúng ta thấy rằng những cái câu khác dường như là mờ đi. Chỉ còn có một cái câu mà Chúa Ngài dùng đó để phán với chúng ta đó. Chỉ nó hiện lên một cách rất là rõ ràng trên trang Kinh Thánh. Như là tôi dùng cái hình ảnh, như là câu Kinh Thánh nó đưa tay ra và nắm lấy cái sự chú ý của chúng ta. Và Chúa bắt đầu Ngài phán với chúng ta bắt đầu nghe Kinh Thánh nói chuyện với chúng ta. Đó là cách thứ nhất mà chúng ta có thể thấy được Chúa phán với chúng ta qua lời của Chúa trong lúc chúng ta đang đọc lời của Chúa. Hoặc là trong lúc chúng ta đang nghe lời của Chúa được giải thích, được rao giảng cho chúng ta, được giảng dạy cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bao nhiêu lần chúng tôi nghe cái lời làm chứng này. Ngày hôm đó, trong lúc tôi đang nghe một sự giảng, thì thần linh như là Chúa Ngài đưa tôi vào ở trong một cái phòng riêng. Tôi không còn thấy và để ý đến những người lân cận nữa. Không còn nghe bất cứ một điều gì khác. Tiếng của mục sư cũng nhỏ dần. Nhưng mà thần linh thì câu Kinh Thánh, lời mục sư vừa mới rao giảng đó, Chúa Ngài khiến nó khuếch đại nó lên và tôi nghe một cách rất là rõ ràng. Chúa như dùng cái lời đó và nói riêng với tôi. Cảm ơn Chúa. Có những người nói rằng tôi đang
để bài giảng của mục sư đặt cái đĩa của bài giảng của mục sư vào trong máy trong lúc tôi đang lái xe. Đang nghe như vậy thì thình lình có một câu, có một ý mà Chúa ngài sử dụng để nói với tôi, để phán dạy tôi. Cảm ơn Chúa. Trong lúc chúng ta đọc Kinh Thánh và trong lúc chúng ta nghe lời của Chúa giảng dạy. Cảm ơn Chúa. Nếu ai vừa mới kinh nghiệm điều đó, xin trong những cái dòng bình luận chúng ta đưa ngón tay lên và chúng ta amen là chúng ta đã kinh nghiệm điều đó. Vì tôi tin rằng Chúa đang vận hành và đang làm việc ở giữa chúng ta trong thời giờ chúng ta học ở tới đây. Thứ hai, chúng ta thấy ngài phán với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh thường phán với tâm linh, tâm trí của bạn trong lúc bạn cầu nguyện cho một vấn đề. Nếu bạn mở lòng ra mà cũng như không đến với Chúa với một cái lòng đã định trước, mà chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện và chúng ta mong đợi sự dẫn dắt của Chúa, tiếng phán của ngài, anh chị em sẽ thấy Chúa sẽ phán với chúng ta trong thời giờ cầu nguyện. Có thể có một ý tưởng lóe lên ở trong tâm trí của chúng ta, một hình ảnh Chúa cho đến ở trong tâm trí của chúng ta, một câu Kinh Thánh được Đức Thánh Linh ngài gợi nhớ và làm sống động mà đưa lên tâm trí của chúng ta. Chúa phán với chúng ta trong thời giờ chúng ta cầu nguyện. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái ân tứ của Đức Thánh Linh, của lời khôn ngoan và tri thức đó được bày tỏ ra trong lúc chúng ta cầu nguyện. Tôi làm chứng với anh chị em ở trong tuần rồi, thế nào Đức Thánh Linh ngài hướng dẫn thì có thể bắt được những tín hiệu từ nơi Chúa, những hình ảnh từ nơi Chúa, những cái ý tưởng từ nơi Chúa. Và khi tôi bày tỏ ra điều đó thì Chúa ngài đã giúp đỡ cho người ta kinh nghiệm được cái phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho tôi lấy một hình ảnh khác để giúp cho anh chị em, một câu chuyện khác để giúp cho anh chị em thế này. Có một chị em từ bang California gọi điện thoại và nhờ chúng tôi cầu nguyện cho con trai của chị lúc bây giờ. Chị nói rằng, thưa mục sư, con của tôi cứ 9 giờ tối mỗi đêm là nó bắt đầu nó nhảy ở trên tủ quần áo. Nó nhảy từ cái tủ này qua tủ kia mỗi tối lúc 9 giờ. Và chị nói rằng khi tôi đưa đến cho mục sư nơi tôi nhóm lại, thì ông khuyên nói rằng chị giảm bớt, đừng cho cháu nó uống nước cam nhiều quá. Bởi vì trong đó có mức độ đường nhiều quá, nó sẽ làm cho cháu năng động ở trong những giây phút đó. Tôi thì khác. Tôi nói rằng nếu nó đúng 9 giờ mà nó mới bắt đầu xảy ra, mà tối nào cũng giống như vậy, thì nó không thể nào là do chất đường, mà nó có một cái điều gì khác. Tôi mời chị, chúng ta cầu nguyện. Và trong lúc cầu nguyện như vậy thì Chúa cho tôi thấy một cái hình ảnh. Nó lóe lên trong tâm trí của tôi. Và tôi nói, chị có cái điện thoại không dây không? Lúc bây giờ chị có điện thoại gọi là wireless, không có dây, và điện thoại bàn có dây. Thì tôi hỏi, chị đang cầm cái điện thoại không có dây phải không? Bây giờ chị đi lên phòng ngủ của con của chị. Chị rỡ cái tấm nệm lên. Ở bên đầu bên phía bên tay phải, chị sẽ thấy có những cuốn sách có hình của những con rồng ở trong cuốn sách đó. Chị nói, làm sao có chuyện này, mục sư, nhà của tôi là người con cái Chúa thì làm sao có cái chuyện sách mà có rồng cái gì trong đó. Tôi rằng Chúa vừa mới phán và hướng dẫn cho tôi thì không thể nào sai được. Tôi nghe tiếng của chị bước lên lầu và chị hét lên, chị nói, làm sao mục sư thấy được điều này. Chị mở dở cái tấm nệm giường của con của mình lên, chị thấy có mấy cuốn sách ở tại đó. Không phải của nó, nhưng mà nó mượn của một đứa bạn của nó đem về, và nó đang đọc cuốn sách đó. Thì bắt đầu có hiện tượng 9 giờ tối là con của chị bắt đầu nó nhảy từ tủ quần áo này sang tủ quần áo khác. Và khi chúng tôi hướng dẫn là phải giải quyết và hủy bỏ cuốn sách đó, thì con của chị đã kinh nghiệm được sự tự do. Và cảm ơn Chúa, lần cuối tôi nói chuyện với chị thì biết rằng cháu lớn lên và đi học trường Kinh Thánh, bây giờ đang là người học về Chúa. Cảm ơn Chúa. Và nhiều câu chuyện khác nữa mà tôi không có thời giờ để kể cho anh chị em. Trong lúc chúng ta đang cầu nguyện mà chúng ta nhận diện sự hiện diện của Chúa và mong đợi tiếng phán của Chúa, chúng ta sẽ nghe được qua lời Kinh Thánh trong lúc chúng ta cầu nguyện. Thứ ba, Chúa ngài cũng có thể sẽ phán với chúng ta qua hoàn cảnh. Đức Thánh Linh có thể, ngài có quyền kiểm soát tất cả mọi việc xảy ra trong đời sống của chúng ta, và ngài sẽ sắp xếp, ngài sẽ sắp đặt các hoàn cảnh và việc xảy ra để truyền đạt ý của ngài phán với chúng ta. Chúa có thể khiến cho con lừa nó mở miệng ra nó nói chuyện. Chúa có thể dùng hình ảnh của những con kiến để khiến cho tác giả của châm ngôn thấy được và có những sự giảng dạy. Nhìn thấy những con thằng lằn, nó chỉ là một con vật nhỏ bé nhưng mà có thể đột nhập vào trong cung vua, vân vân. Và chúng ta có thể thấy rằng Chúa ngài có thể phán với chúng ta
qua hoàn cảnh, qua những ý niệm đó, như Chúa Giêsu ngài đang đi như vậy. Và có lẽ là đi ngang một cái vườn nho và Chúa nói rằng ta là gốc nho, các người là nhánh. Và Chúa ngài giảng dạy. Hay là đi trên cánh đồng, Chúa ngài bày tỏ ra hình ảnh mà như người đi gieo giống. Thì một phần rớt ở dọc đường, một phần rớt vào chỗ sỏi đá, một phần rớt vào trong những chỗ có bụi gai. Và cái phần thứ tư rơi vào trong mảnh đất tốt. Chúa có thể phán với chúng ta qua những hoàn cảnh để hướng dẫn chúng ta. Ngài cũng sẽ phán với chúng ta qua hội thánh của Chúa. Ở đây là điều tuyệt vời. Đức Thánh Linh sẽ dùng hội thánh, tức là thân thể của Ngài, để có tiếng nói vào trong đời sống của chúng ta. Ngài sẽ phán với chúng ta trong lúc hội thánh đang thờ phượng. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta nghe điều này. Chúng ta cũng đã kinh nghiệm trong lúc chúng ta đang đứng thờ phượng Chúa như vậy. Thì một bài hát được hát lên trong ngày hôm đó. Đối với những người khác thì có thể là không có gì đặc biệt. Nhưng mà hôm đó thì Chúa ngài dùng lời của bài hát đó để phán với anh chị em. Cảm ơn Chúa. Ngài có quyền làm công việc đó. Ngài cũng có thể sử dụng một lời làm chứng của ai đó ở trong hội thánh để giúp đỡ và phán dạy với chúng ta. Ngài có thể phán với chúng ta qua bài giảng, lời của Chúa được giải bài. Ngài cũng có thể phán với chúng ta qua lời khuyên bảo của một người trưởng thành ở trong Chúa. Đây là điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Nhiều người đã làm chứng lại trong tuần, trong lúc đọc kinh thánh hay là trong sinh hoạt. Có một cái thắc mắc mà cần có được sự giải thích từ nơi Chúa. Thì cầu nguyện. Cầu nguyện. Thì đến ngày Chủ nhật, bước vào trong nhà thờ khi mục sư giảng bài giảng, thì Chúa ngài đã dùng để đáp lời. Thì đề tài của bài giảng đó giải thích cho cái thắc mắc đó. Chúa có thể dùng những anh chị em khác. Tự nhiên đến và nói rằng Chúa đặt để trong lòng của tôi và muốn tặng cho anh, cho chị cái câu kinh thánh này. Hay là những lời khuyên bảo của họ. Thì chúng ta kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa qua hội thánh của Ngài. Ở trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần để ý đến sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần phải tỉnh thức với những gì Đức Thánh Linh có thể đang tìm cách để truyền đạt đến chúng ta. Chúng ta phải luôn lắng nghe tiếng phán của Ngài trong tấm lòng và trong tâm linh của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần luôn luôn quan sát công việc của Ngài xung quanh chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Cảm ơn Chúa. Chúa có thể dùng những hình ảnh và Ngài sắp đặt xung quanh chúng ta để lên tiếng phán cho chúng ta. Có những việc mà chúng ta thấy có thể là những con số mà chúng ta thấy luôn lặp đi lặp lại trong lúc chúng ta đang sinh hoạt, chúng ta đang đi lại. Có những người mà họ sử dụng những từ ngữ mà chúng ta biết rằng cái này là cái mà mình đang cầu nguyện với Chúa thì Chúa ngài làm việc. Có những người họ tự giới thiệu tên của họ là chúng ta biết rằng đúng là Chúa ngài đáp lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa có những cái sự sắp đặt từ nơi Chúa ở trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng tôi muốn chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Con dâu của chúng tôi, vợ của quốc Việt của Michael đó, thì cảm ơn Chúa sau cái sự mất cái đứa con đầu lòng của mình là cháu Esther. Thì trong những giây phút đó các cháu vẫn giữ lòng tin nơi Chúa, nhưng mà cũng trải qua những cái cảm giác mất mát vì đứa con đầu lòng của mình. Sanh ra nó chỉ sống có 40 ngày ở trong bệnh viện rồi nó về với Chúa. Thì trong lúc mà đối diện với những cái giây phút như vậy, thì một hôm cháu đi nhóm lại với một hội thánh trong một buổi tối giữa tuần, thì cháu nghe là Chúa ngài sẽ ban phước và sẽ có một đứa con gái phải đặt tên nó là Autumn, tức là mùa thu đó. Thì khi nói với Michael, Michael nói điều đó có ý nghĩa gì? Nó chỉ là fall, là mùa thu. Và cảm ơn Chúa, khi Kimberly đi nhóm lại ở trong một sinh hoạt của hội thánh mà gia đình bên mẹ của mình đang đi sinh hoạt, thì vị mục sư trong ngày hôm đó đứng lên và đọc phần kinh thánh trước khi ông giảng ở trong sách Joel chương 2. Thì tại đó nói đến Chúa ngài sẽ ban cơn mưa dồi dào và Chúa ngài sẽ đổ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, mùa xuân và mùa thu. Thì trong cái bản dịch kinh thánh nó dùng chữ autumn là mùa thu, mưa cuối mùa. Thì Chúa ngài sẽ ban phước và tuôn đổ một cái phước hạnh như vậy. Cháu kinh nghiệm được Chúa ngài phán với mình và từng trải một cái cảm giác rất là
gần gũi với Chúa, Ngài ban phước. Cảm ơn Chúa thuộc lại cho Michael. Bây giờ khi Chúa cho mình có con gái thì tên của đứa con gái sẽ đặt tên là Autumn. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Ngài ban phước. Thì một thời gian sau biết là đã cấn thai và Chúa Ngài cho lần này là sanh đôi, song thai. Và đứa con gái sẽ đặt tên là Autumn vì Chúa Ngài đã bày tỏ ra tên của cháu như vậy. Và đứa con trai thì sẽ đặt tên là Nehemiah. Cảm ơn Chúa, tôi chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em. Khi chúng ta lắng nghe, Chúa Ngài sẽ phán với chúng ta. Khi chúng ta để ý đến sự dẫn dắt của Chúa, Chúa Ngài sẽ phán dạy với chúng ta. Vì đó là cách mà Chúa Ngài làm việc. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần luôn quan sát công việc của Ngài chung quanh chúng ta. Chúng ta cần dựng anten lên để chúng ta có thể bắt được tiếp sóng khi Đức Thánh Linh Ngài phán. Đó là lý do tại sao cái điểm này rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta học biết bước đi với Chúa. Chúng ta cần nhận định những thúc đẩy để bảo đảm nó đến từ Đức Thánh Linh. Vì thời gian thứ nhất, chương 4 câu 1, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải có một cái kỷ luật ở trong việc chúng ta nhận định những thúc đẩy, những cái cảm giác chúng ta thấy dường như đây là cái sự thôi thúc, đây là sự phán dạy của Chúa, dẫn dắt của Ngài. Thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại. Vì nhiều người, như lời của Chúa trong thời gian thứ nhất chương 4 câu 1, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng phải thử. Nhưng làm sao chúng ta thử được để chúng ta biết thần nào đến từ Chúa, thần nào không đến từ Chúa? Chúng ta cần phải nhận biết tiếng phán của Chúa. Chúng ta cần phải đem và so sánh với lời đã được chép thành văn tự là Kinh Thánh. Rất là quan trọng. Khi chúng ta cảm nhận mình nghe một tiếng phán gì đó từ nơi Chúa, chúng ta phải đem cái tiếng phán đó, chúng ta đem và chúng ta xét như lời của Chúa ta đây, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng. Chúng ta so lại với Kinh Thánh mà mình đã từng đọc, hay là xin Chúa Ngài hướng dẫn để mình đem so lại, để xem cái tiếng phán này nó có xứng hiệp, nó có đi đúng theo như điều mà Chúa Ngài đã từng mặc khải ý muốn của Ngài chép thành văn tự hay là không. Nếu nó mâu thuẫn với Kinh Thánh thì chúng ta cần phải xác nhận đó là Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn với lời Ngài đã chép thành văn tự. Thì lời ngày hôm nay chúng ta có nhận, chúng ta nghĩ là mình nhận được, nhưng nếu nó mâu thuẫn với lời của Chúa đã chép thành văn tự thì chúng ta phải cầu nguyện thêm. Và khi được Chúa Ngài xác nhận trong lòng của chúng ta dựa trên Kinh Thánh thì chúng ta từ chối không đi theo những cái ý dẫn dắt đó, vì chúng ta biết rằng nó không đến từ Chúa. Nhiều người lẫn lộn giữa tiếng của Đức Thánh Linh với tình cảm, với ý nghĩ của mình. Có người khác thì lẫn lộn với tiếng của Satan mà cho nó là của Đức Thánh Linh. Vì Satan không bao giờ đến với chúng ta và tự giới thiệu đây là những lời đến từ hắn. Nhưng mà chúng ta phải để cho lời của Chúa có một cái thử nghiệm, xem sự dẫn dắt này có thật sự đến từ nơi Chúa hay là không. Để qua lời của Chúa, chúng ta có thể được xác nhận vì Chúa không bao giờ mâu thuẫn lời của Ngài, mà Chúa Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta ở trong ơn của Chúa. Qua lời khuyên của những người tin kính Chúa, Châm Ngôn chương 11 câu 14, dân sự sa ngã tại không chánh trị, song nếu có nhiều mưu sĩ bèn được yên ổn. Có những ý kiến, có những cái lời cố vấn của những người trưởng thành ở trong Chúa có thể giúp đỡ chúng ta. Qua sự thuyết phục không chối cãi được, khi Đức Chúa Trời phán, Ngài sẽ không bỏ cuộc. Trong kinh nghiệm của tôi, thì tôi thấy khi Chúa Ngài muốn phán dạy một điều, mà vì một cái sơ hở hay là thiếu nhạy bén mà tôi không nghe được một lần đầu đó, thì Chúa Ngài sẽ sử dụng một cách khác. Cảm ơn Chúa. Và đây cũng là điều mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta để ý đến, rồi chúng ta sẽ thấy. Nếu chị em đang cầu nguyện và xin Chúa Ngài cho chúng ta biết ý của Ngài trong một vấn đề gì đó, chúng ta lên xe, mở cái đài của Cơ Đốc lên và chúng ta nghe một mục sư ở trên đài truyền thanh nói về đề tài đó. Sáng Chủ nhật đó chúng ta mở TV lên, chúng ta nghe một bài giảng khác của một mục sư ở trong thành phố. Chúng ta thấy ông cũng nói cùng một đề tài đó. Rồi đến nhà thờ nghe mục sư của mình cũng giảng cùng một đề tài đó. Khi chúng ta xếp ba cái điều mà Chúa Ngài xác nhận với chúng ta mà nó thẳng một hàng dọc, để chúng ta biết rằng mình đang nghe được tiếng phán của Chúa một cách không còn gì để nghi ngờ. Vì tất cả đã được sắp đặt.
Vì Chúa của chúng ta, Ngài luôn luôn làm việc theo một nguyên tắc. Đó là cứ đôi mà người làm chứng thì việc được kiện lập. Chúa phán một lần chúng ta không nghe được. Chúa phán hai lần mà chúng ta không nghe được trong lúc chúng ta thức đó. Thì có khi Chúa Ngài cũng phán với chúng ta trong chiêm bao nữa. Ngài đến Ngài thăm viếng chúng ta trong giấc chiêm bao. Ngài niêm phong lời của Ngài, sự hướng dẫn của Ngài. Để chúng ta khi thức dậy, chúng ta có thể quyết định một cách chính xác. Có những trường hợp cứu mình ra khỏi cái việc, khỏi sự chết. Bởi vì khi chúng ta quyết định sai thì sẽ dẫn đến có thể là mất mạng. Xin Chúa Ngài ban phước để những điều này sẽ giúp đỡ cho anh chị em. Tôi thấy thì giờ đã hết, cho nên chúng ta tạm ngưng tại đây. Tôi không ý định là sẽ chia cái bài này ra làm hai phần, nhưng mà ở tại đây chúng ta tạm dừng ở tại đây. Và cho tôi cầu nguyện cho anh chị em để chúng ta được Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta ở trong ơn của Ngài, ở trong quyền năng của Chúa, ở trong phước hạnh. Chúng ta cần được xác nhận, đó là chúng ta cần phải nhận diện sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Xin Chúa giúp để chúng ta nhạy bén. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em trong thời gian này để Chúa cho các giác quan thuộc linh của chúng ta, những gì mắt chúng ta có thể thấy, tai chúng ta có thể nghe, miệng chúng ta có thể nếm được, mũi chúng ta có thể ngửi và chúng ta có thể rờ được, xúc giác, vị giác, khứu giác của chúng ta, trị giác, và Chúa Ngài hướng dẫn để chúng ta, thính giác của chúng ta, cả năm cái giác quan thuộc linh sẽ được Chúa Ngài làm cho nhạy bén để chúng ta có thể nhận được sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin hiệp lòng với lòng mong đợi. Trong lúc chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, Chúa sẽ cho chúng ta trải nghiệm được Chúa Ngài làm cho tất cả được sống lại, nhạy bén ở trong ơn của Ngài. Cho kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con chọn một quyết tâm là chúng con không muốn sống theo sự dẫn dắt của xác thịt nữa, mà muốn sống trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, đi theo, bước theo Đức Thánh Linh. Nên sao dấu chúng con cũng nhận biết, chúng con phải có khả năng để có thể nhận diện sự hiện diện của Chúa và sự dẫn dắt của Ngài, hỏi Chúa Thánh Linh. Nên giờ này Chúa dấu con cầu nguyện. Xin Ngài đến, bởi ơn và lòng nhân từ thương xót của Ngài, đấng muốn chúng con bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa, không muốn chúng con sai lạc, đi trước ý Chúa hay là đi sau ý của Ngài, nhưng chúng con sẽ đi đúng theo ý của Chúa, để cuộc đời của chúng con kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Ngài. Con cầu xin trong thời giờ này, Chúa ban cho các giác quan thuộc linh của anh chị em chúng con, những người đang học bài học này, được Chúa Ngài làm cho nó sắc bén và sống động ở trong hơn của Ngài. Cho mắt của chúng con có thể thấy thế giới vô hình, tai của chúng con có thể nghe được tiếng của Chúa phán một cách rõ ràng. Và Chúa, con cầu xin bởi ân điển đặc biệt, Ngài làm ơn trên các anh chị em chúng con, những người chưa từng nghe hay là chưa nhận diện được tiếng phán của Ngài. Xin Chúa phán một cách rõ ràng. Xin Chúa Ngài làm cho tiếng phán của Ngài đến một cách mạnh mẽ, đến độ chúng con không thể nào có thể nhầm lẫn được. Xin ban ơn để chúng con có thể kinh nghiệm được giác quan khứu giác của chúng con, có thể ngửi được mùi hương thơm của sự hiện diện của Ngài. Như một số các anh chị em của chúng con tại VBC tại đây, cũng như ở các nơi đã kinh nghiệm, những ai chưa kinh nghiệm, xin Chúa Ngài cũng cho để chúng con trong thời giờ cầu nguyện, trong thời giờ chúng con thờ phượng, trong thời giờ chúng con sinh hoạt, thì mùi hương thơm của Chúa trong sự hiện diện của Ngài cũng sẽ được tỏa ra, và chúng con nếm được mùi hương thơm này, chúng con ngửi được mùi hương thơm này, để chúng con nhận biết sự hiện diện của Ngài một cách đặc biệt ở trong ơn của Ngài. Và Chúa xin gia tăng nhạy bén vị giác của chúng con, để chúng con sẽ thực hiện điều mà lời của Chúa đã dạy chúng con, hãy nếm biết Chúa là ngọt ngào, cho chúng con có thể nếm biết được Chúa thật là ngọt, vì sự hiện diện của Ngài làm cho lòng của chúng con, vị giác thuộc linh của chúng con kinh nghiệm được ngọt ngào trong ơn của Ngài. Lời của Chúa trở nên như mật ngọt của tàng ông, hơn cả mật ngọt của tàng ông, để chúng con trải nghiệm được Ngài trong ơn của Chúa. Và Chúa xin Ngài cũng ban ơn để xúc giác của chúng con, đặc biệt là những đoạn cuối của hệ thần kinh của nhãn quan của chúng con, là các đầu ngón tay của chúng con, sẽ được Chúa Ngài làm cho nhạy bén để chúng con có thể trải nghiệm được
sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con có thể kinh nghiệm được khi Chúa Ngài đến bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài, thì làn da của chúng con, thân thể của chúng con sẽ trải nghiệm được Chúa. Như David nói rằng thân thể của tôi hao mòn về Chúa. Ông trải nghiệm được sự rờ chạm đến của Chúa, đến độ thân thể của ông mong đợi những giây phút, những cảm giác này. Xin khiến cho anh chị em của chúng con nhạy bén ở trong ơn của Chúa, để chúng con sẽ trải nghiệm Chúa một cách tuyệt vời trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con lấy đức tin và đón nhận trong thời giờ này sự ban cho của Chúa, sự tiếp trợ từ nơi Ngài, làm cho tất cả các giác quan thuộc linh của chúng con trở nên sống động và sắc bén, để chúng con có thể nhận diện được sự hiện diện của Chúa, để chúng con có thể nghe được tiếng phán và sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa Thánh Linh, xin Ngài lên tiếng, tiếng nói xác nhận của Ngài. Mỗi lần anh chị em chúng con tập nghe tiếng phán của Chúa, xin lên tiếng. Khi anh chị em con hỏi lại Chúa phải chăng đó là Ngài, xin Chúa lên tiếng một cách mạnh mẽ để giúp đỡ cho chúng con xác nhận rằng đây là tiếng phán của Chúa, đây là sự hiện diện của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, cảm ơn Ngài. Và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin Chúa ban phước cho anh chị em, để anh chị em trong suốt tuần này bắt đầu trải nghiệm được Chúa ngày hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết và trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa một cách rất thật ở trong đời sống của chúng ta, chuẩn bị để chúng ta có thể học bước đi theo Đức Thánh Linh và sự dẫn dắt của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em, dinh dưỡng anh chị em được an toàn ở trong ơn của Chúa và sống ở trong phước hạnh của Ngài. Chúc bình an, Shalom. Hẹn gặp lại anh chị em trong lần tới. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.